Xin chào mọi người và nhất là các anh trai, chị gái tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đây là video clip em sẽ chia sẻ về cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị. Như đã nói thì năm nay các tuổi như Tý, Ngọ, Mão, Dậu là phạm thái tuế, mà Tý thì là do năm tuổi là trực thái tuế, Ngọ là xung với năm cho nên là xung thái tuế. Mão thì là hình thái tuế và Dậu là phạm thái tuế. Cho nên là các anh chị là người Quý Mão chắc chắn là năm nay gọi là năm hình thái tuế. Cho nên là nam mạng sẽ có cái sao chủ của năm xấu và nữ mạng thì tốt đẹp hơn một tí. Tuy nhiên là hãy nên nhớ là mình năm phạm thái tuế, năm hình thái tuế. Tuy là thái tuế không nhập vô hạn cũng chưa đủ nạn đủ tai, nhưng mà rầy rà rối rắm thì chắc chắn là sẽ phải có đối với người Quý Mão của các anh các chị. Rồi thì để dễ dàng mà trong cái việc mà mình tính toán cái vận hạn của 6 tháng cuối năm dựa trên những cái công thức tính toán giữa can chi mạng, thì mình trước hết mình phải tổng hợp lại cái tử vi của cả năm để mà mình ứng dụng vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm cho nó dễ dàng. Thì đầu tiên hết thì các anh các chị là người mệnh kim thì gặp năm Canh Tý là năm Thổ, thì như vậy là bổn mạng được năm tương sinh Thổ sinh kim, thì năm nay có là hình thái tuế thì bổn mạng và sức khỏe không phải là vấn đề chính của người Quý Mão. Có thể là nói có hình thái tuế như thế này có thể bệnh nhẹ một tí xíu hoặc là nạn cũng nhẹ nhàng chứ không có đến nỗi là uy vong cái bổn mạng của mình. Đó là một cái điều tích cực. Như em đã nói thì có cái mạng là chắc cú nhất, nhưng mất cái mạng là coi như tiên, đúng không? Nam mạng thì như đã nói, do về hình thái tuế thì nam mạng chắc chắn sao sẽ xấu, tức là sao thái bạch, một cái hao tinh gây có thể là hao tốn về sức khỏe, cũng có thể là hao tốn về tài lộc. Đó là cái điều mà cái sao thái bạch mang lại. Nhưng mà cái sao thái bạch này nó cũng là hình kim luôn, mà nó tương trợ với cái mệnh của các anh các chị, các anh, cho nên là rõ ràng là nó cũng không quá lớn lao đâu. Với lại ở từng tuổi này rồi, các anh sinh năm 1963 rồi thì cũng đang là những cái người đã có cái bề dày kinh nghiệm, sẽ biết rằng là cũng không dám mạo hiểm để cương. Rồi đó là thứ nhất. Thứ hai đó là các anh chắc chắn là sẽ có tìm hiểu về tử vi phong thủy, thì đầu năm biết mình dưới sao thái bạch, cho nên là chắc chắn là sẽ không có đến nỗi nào quá cương. Thứ hai nữa đó là cái sao thái bạch này nó ở hay ở một chỗ, cái sao thái bạch của người hành kim nó hay ở một chỗ là nó không có chậm đầu vàng. Các anh các chị nếu mà dưỡng sao thái bạch á, như ở đây là anh đi mà dưỡng sao thái bạch á, thì thuộc hành kim á, thì cái người đó vẫn làm ra nhưng mà nó suy hao thôi. Ví dụ giống như mình làm ra 10 đồng, thay vì mình tính là đem về nhà được 7 đồng nhưng mà thực chất là đem được có 2 đồng thôi, nó bị suy hao, hao tốn. Hoặc là làm 10 đồng á, thấy làm quá trời luôn mà tiền cảm thấy đâu, thấy càng nợ ra thêm, không biết nó đi về đâu ha. Đó là cái sao thái bạch nó hay gây ra những cái việc mà đều là đổ đắm như vậy. Nữ mạng thì có sao thái âm, một trong những cái phúc tinh. Nhiều cái sắc còn kêu cái sao thái âm này là tài tinh, cho nên là đối với người mà nữ mạng thì rõ ràng có sao thái âm như thế này thì tốt đẹp về tài lộc, đỡ đần hơn các anh nam rất là nhiều. Trái ngược hoàn toàn, mà một cái hao tinh, một cái là tài tinh, cho nên là khác biệt nhau. Tuy nhiên là có sao thái bạch đi nữa thì quên, có sao thái âm đi nữa thì các chị cũng đừng có quá mong cầu gì nó suôn sẻ lớn, vì là thiên vận của năm nay là xấu nè, đúng không? Rồi là mình đang bị hình thái tuế, có thể tiền nó vô nhưng mà nó lại không tốt đẹp ở chuyện khác, cho nên là cẩn thận. Hạn của năm á, thì các anh thì gặp hạn tóm tập trở ngại va vấp cộng với lại cái sao thái bạch thì chắc là suy hao tài lộc. Rồi còn nữ mạng thì là hạn huỳnh tiền, người ta nói là phòng bệnh nặng. Rõ ràng tài lộc mà đi vào ở trong những cái năm xung, năm hình thái tuế thì dĩ nhiên là sức khỏe nó cũng sẽ đi ra, cái gì nó cũng có sự cân bằng ha, chứ còn cái gì nó cũng vô hết thì không đúng đâu. Đó rồi vận niên á, thì là long đất vũ, tức là rồng gặp may. Đây là vận niên của một năm khá là vung vẻ, đặc biệt đối với các chị nữ mạng có sao thái âm có thể là gặp nhiều cái cơ hội tốt đẹp. Năm nay nếu như mạng nói
các anh ấy, sao thay mặt đường nào thì cũng tốn kém, đường nào thì cũng siêu hao tạo lập. Cho nên thì nếu được thì năm nay đất nó đang ở cái chiều hướng chững lại, lên cũng chậm, thì thôi thì dùng tiền vào đó đi, qua năm mình có sao mạng tốt đẹp hơn là mình gom lại ha. Các chị cũng vậy, các chị là người mệnh kim, đa phần những người mà sinh năm 63 thì rất dễ có tài lộc từ thổ, từ thổ sinh kim mà. Các chị có thể kinh doanh bất động sản, kinh doanh cái gì đó từ đất là rất dễ thành công, dễ sinh tài lộc rồi. Địa chi thì Mão với Tý thì là người ta nói là lục hình mà tự hình, như đã nói giống như này, nó bị tự hình. Mà tự hình là sao? Là giống như hình thái tới vậy đó. Cho nên là chủ về thị phi gia đạo gặp chuyện bùng phiền, đặc biệt là với nam mạng. Nữ mạng này thì chủ yếu này cũng gặp chuyện thị phi thôi, nhưng mà nam mạng thì rất dễ gặp chuyện buồn phiền trong gia đạo tình cảm nha. Rồi thiên can thì chủ quý gặp căn, thì không xung không hợp là trạng thái căn mệnh tại chủ. Nhưng mà sao chữ căn là sinh ra quý về nạp âm ngũ hành, tự nhiên căn là kim mà quý là thủy, cho nên đây là một năm đối với các chị nữ thì là những cái công việc cũ tiếp tục có sinh tài lộc, chứ không có phải là bể tạc gì cả. Đó là nhìn chung cái tử vi của cả năm đối với người quý mão sinh năm 1963. Bây giờ thì mình sẽ phải xem coi vận hạn 6 tháng cuối năm nó sẽ ra sao, tốt hơn không, hay là tiếp tục là những cái tháng ngày không được tốt đẹp trong cái năm hình thái tuế năm Canh Tý 2020. Tháng đầu tiên của cái vận hạn 6 tháng cuối năm chắc chắn là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân là một tháng thủy. Như vậy thì đây là cái tháng mà người ta là tháng cô hồn của Phật giáo. Như vậy thì mệnh là kim sinh thủy. Bổn mệnh bị sinh xuất, cẩn thận bổn mạng sức khỏe suy hao, tai nạn hoặc là bệnh nặng nhẹ. Bản thân của mình là bị suy hao sức khỏe một tí xíu. Cả năm mình được tương sinh có suy hao một chút ở chỗ này cũng không quá lớn đâu, đừng có căng thẳng. Chỉ có căng thẳng ở chỗ các anh với cái sao thái bạch. Nếu có vấn đề gì đó thì sức khỏe thì nên đi kiểm tra, đừng có ý lại ha. Rồi thiên can giáp quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mà chữ giáp là nạp âm ngũ hành mộc, một quý là nạp âm ngũ hành thủy, cho nên là thiên can của nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, cho nên tháng này có thể là một tháng vẫn tiếp tục suy hao tài lộc đối với các anh có sao thái bạch. Các chị thì có thể nói phải ra tiền, nhưng mà ra tiền trong cái sự tính toán đầu tư, chứ không phải là ra tiền một cách vô cớ. Ra tiền bị suy hao ha, các anh đừng coi chuyện bị suy hao. Thân mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy gia đạo tình cảm của tháng 7 không phải là vấn đề lớn. Người quý mão thì đa phần là những người nhẹ nhàng, dù nó mang mệnh kim nhưng mà lại là không phải là những người hay thích để gọi là đâm chặt, hay thích là gây hấn, hay thích là này kia với người đối diện. Thường quý mão là mèo mà thích cái sự đầm ấm êm dịu của gia đình, và đặc biệt là những người khá là tính tâm đối với Phật pháp. Cho nên là hy vọng cái đức năng của mình khi mà tính tâm với Phật pháp, mọi chuyện ở trong gia đạo sẽ nhẹ nhàng vượt qua, nhất là các chị nữ. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng Trung Thu, tháng này là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy bổn mạng cũng là sinh xuất, kim sinh thủy, bổn mạng và sức khỏe suy hao, cẩn trọng những cái tai nạn và bệnh nặng nhẹ. Rồi thiên can cũng giống như tháng 7 với Ất quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của giáp Ất là mộc mà quý là thủy, như vậy nạp âm ngũ hành của tháng 8 cũng tiếp tục là một sinh xuất, bổn mạng và cho nên là tiền tài của các anh nam nhớ cẩn thận, coi chừng suy hao một cách vô cớ ha. Còn các chị nữ thì chắc là cũng chỉ là đầu tư thôi, cũng giống như tháng 7 thôi, chứ còn không có cái gì đâu ha. Rồi địa chi Tý Ngọ Mão Dậu. Mão Dậu thì đây là cặp địa chi nằm trong bộ tứ hành xung và sát nhau, cho nên là gọi là lục xung. Mà lục xung là sao? Mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau.
mọi người cứ thả con mèo đi gần gần con gà thì mọi người sẽ thấy nó cứ lần lần nó chơi con gà này. À, cho nên đây là một cái tháng địa chi lục xung. À, cho nên gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ phải chú ý nhiều nếu không muốn rối rắm. Đặc biệt với nam mạng, cẩn thận thị phi tai tiếng ở trong này rất là nhiều. Nữ mạng thì nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nam mạng cẩn thận, coi chừng bị những cái mối quan hệ ngoài luồng của mình làm cho mình phiền toái. À, đó là cái mà tháng 8. Tiếp tục là tháng 9. Tháng 9 của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng Bính Tuất. Mà tháng Bính Tuất thì như cũng như lên video trước em đã nói rồi, đây là tháng Thổ. Tháng Thổ thứ 3 của năm Thổ. À, như vậy xét về trụ mạng là tháng Thổ của năm Thổ chắc chắn là sinh ra kim. À, bổ mạng được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lại. À, đây là tháng phúc tinh và tài tinh ngon lành. À, đặc biệt là các chị với cái phúc tinh là thái âm của cả năm, đây là cái thời điểm mà nó phát huy tác dụng rất là tốt đẹp. À, thiên can Bính Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt tử vi, ok, đây là một cái tháng công việc không có cái việc gì quá chóng phá, cũng không quá nặng đè ở mọi việc. À, như vậy thì là tốt ha, vừa được tương sinh về bổn mệnh, thiên can không xung không khắc gì cả thì công việc chắc chắn là sẽ có sự tốt đẹp. Nam mạng các anh có thái bạch thì nhờ cái sự tương sinh của bổn mạng này thì cái phúc tinh tài tinh ở trong cái tử vi của mình, trong cái vận hạn của mình trong năm nay, hy vọng nó sẽ đẩy lùi bớt cái pháp tinh thái bạch. Rồi địa chi Tuất Mão. À, Tuất Mão là thuộc nhóm lục hợp. À, đây là dấu hiệu của không chỉ may mắn cho gia đạo tình cảm đâu, khi mà có lục hợp trong địa chi nó còn tương sinh ngược lên lại cho cái thiên can công việc và bổn mạng. Lục hợp mà phải sáu cái hợp, lục là sáu cái hợp thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái thuận lợi ở trong cái tháng 9 này của ông người Quý Mão. À, như vậy với cái tháng 9, mạng thì được tương sinh, địa chi lục hợp, thiên can thì không xung không khắc. Như vậy thì rõ ràng là nãy giờ tháng 9 khá là êm đẹp, tốt nhất cho cái ba tháng rồi, mấy tháng ở sau này ha, có thể nói là tốt nhất cả năm. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 là tháng Đinh Hợi, mà tháng Đinh Hợi là một tháng Thổ nữa. Như vậy trụ mạng không khác gì với cái tháng 9, với Thổ sinh kim, bổ mạng và sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi rất là tốt đẹp ha. Nhưng thiên can thì không tốt lắm. Vì sao? Vì chữ quý của Quý Mão sẽ khắc chữ Đinh. Thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao về tài lộc. À, đó là những cái mà mình phải chú ý. Rồi, khi mà gặp thiên can mà tương khắc như vậy đó, mình khắc nó là đỡ một chút xíu, là có thể có rầy là rối rắm, nhưng mà cuối cùng mình vẫn là cái người giải quyết được. Chứ đừng có nó khắc mình thì dễ làm vô bế tắc, mình không lại giải quyết được. Chuyện nó trôi ra tới đâu nó trôi. À, nhưng mà cái này là mình khắc nó, cho nên là khả năng là mình giải quyết được. Chủ yếu nặng nề nhất là cho phần của các anh với cái hao tinh thái bạch của mình. À, cẩn thận cái việc trong tháng này, đặc biệt là những cái việc mà ra tiền ha. Rồi địa chi thì Hợi gặp Mão. À, tháng Hợi mình tuổi Mão là thuộc nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi. Đây cũng là một dấu hiệu may mắn không thua kém gì so với cái lục hợp của tháng Tuất đâu. À, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có nhiều tốt đẹp, và đôi khi nó là ảnh hưởng ngược lên cho công việc. Cái này nếu như mà gặp bế tắc ở trên thiên can ấy, thì với cái địa chi thế này dễ gặp quế nhân, gặp một cái người nào đó thậm chí là không có biết họ giúp đỡ cho mình ở trong công việc mà nó hanh thông nó vượt qua. À, như vậy là tốt đẹp đúng không? À, có hy vọng là với bổn mạng được tương sinh, thiên can á quên địa chi thì thuộc tam hợp sẽ phần nào khống chế và làm cho cái việc mà thiên can bị tương khắc nó qua đi một cách nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tháng Tý của năm Tý. Mà tháng này thì chắc chắn là Mậu Tý thì là tháng Hỏa. Như vậy xét về trụ mạng thì Hỏa sẽ khắc kim. À, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. À, đó là những vấn đề mình nghĩ được.
Rồi đó là thiên can thì tốt đẹp cực kỳ. Bởi vì sao? Vì chữ Mậu của Mậu Tý sẽ hợp, là thiên can ngũ hợp với chủ quý của mình. Khi mà gặp thiên can ngũ hợp, tài lộc công việc rất dễ sinh sôi, tốt đẹp, không có vấn đề gì. Địa chi Tý Mão như đây là cái địa chi chi thuộc nhóm tự hình, mình là tự hình của năm, tự hình của tháng nữa, cho nên là giá đạo tình cảm cẩn thận, nhiều buồn phiền âu lo. Như đã nói ở trên rồi, đây là cái thiên can mà thuộc gọi là quên cái địa chi thuộc là cái gọi là gì, hình thái tuế, mà hình thái tuế luôn cả với tháng thì rõ ràng là có những cái điều mà cần phải chú ý. Các anh các chị nhớ chú ý một chút xíu về tình cảm gia đạo, đặc biệt với các anh khi mà có sao thái bạch, nó dễ suy hao nhiều chuyện lắm chứ không phải riêng gia đạo tình cảm đâu ha. Rồi đến tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng chạp. Tháng chạp là tháng Kỷ Sửu, mà Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng thì hỏa khắc kim, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân. Đây là cái điều mà mình hơi phải chú ý. Rồi thiên can tiếp tục là không tốt. Bởi sao? Vì chữ kỷ của kỷ sửu sẽ khắc chữ quý. Tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng vào chuyện lao lý pháp luật đối với nam hạn. Đó, coi chừng bị người khác tiện thương khi có cái hao tinh thái bạch. Nữ mạng thì với kỷ khắc quý như thế này thì các chị cũng cẩn thận, coi chừng không lấy được tiền bạc ha. Rồi địa chi sửu mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy thì với tháng này thì địa chi, tức là cái phần nói về gia đạo tình cảm, sẽ không có gì quá là buồn phiền sâu sắc. Vì cơ bản tháng này là tháng Tết mà, mình chỉ cao lắm là 15 ngày đầu thôi, chứ 15 ngày sau là những cái thuận lợi, những cái chuẩn bị để cho Tết nhất. Và cỡ như gia tuổi của các anh các chị thì đã lên chức ông chức bà, chắc chắn là con cháu tụ về thì sẽ vui vẻ hanh thông, hy vọng là được như vậy. Như vậy thì với cái bổn mạng ở trong những tháng cuối năm thì các anh các chị phải đặc biệt cẩn thận cái khoảng thời gian tháng 11 âm lịch và tháng chạp âm lịch với cái hai cái tháng hỏa. Còn lại thì khá là tốt đẹp, chỉ ở trong cái trụ thiên can, chỉ có tháng 12 là cần phải chú ý. Bên cạnh đó thì địa chi thì sẽ gặp những cái sự khó khăn ở trong chủ yếu là tháng 11 ha, rồi tháng 8 một chút thôi. Như vậy thì mình đã chia sẻ với các anh các chị về cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020. Bên cạnh những cái điểm tích cực thì cũng có một vài điểm nó không được suôn sẻ cho lắm. Hy vọng đây là cái hành trang nhỏ để các anh các chị với kinh nghiệm dày dạn của mình trong cuộc sống có thể ứng dụng nó mà biết được đem đến những cái cương nhu trong công việc làm ăn, để có một cái năm dù là bị hình thái tuế cũng có nhiều thuận lợi về tài lộc, tránh bớt thua thiệt, tránh bớt suy hao cho người nam mạng bởi sao thế bạn. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh chị hoặc là người thân con cái của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.